Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số miền Trung thứ 6 ngày 11 tháng 12 năm 2020. Xổ số miền Trung hôm nay có đài Gia Lai và đài Ninh Thuận. Kết quả quét thử xổ số miền Trung: giải 8, đài Gia Lai 28, đài Ninh Thuận 47. Giải 7, đài Gia Lai 219, đài Ninh Thuận 275. Giải 6, đài Gia Lai gồm có các số 2604, 1259, 0437. Đài Ninh Thuận giải 6 gồm có các số 0038, 5997, 8346. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.